Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 trang 111-115 tuần 14 bài 1 ở Vương quốc tương lai. Thì ở tuần 14 này chúng ta sẽ theo dõi chủ điểm, chúng ta sẽ học chủ điểm những ước mơ xanh. Khởi động, chia sẻ về ý tưởng chế tạo một đồ vật giúp con người hạnh phúc. Tên, địa điểm, công dụng. Như vậy các em hãy chia sẻ về cái ý tưởng của mình để chế tạo ra một cái đồ vật mà đồ vật đó là sẽ giúp cho làm cho con người hạnh phúc. Cô ví dụ như chúng ta sẽ tưởng tượng cái ý tưởng của chúng ta là chúng ta sẽ chế tạo ra một cái ô tô tự lái. Thì cái ô tô tự lái này chúng ta có thể là được cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để mà điều khiển thay thế cho các cái tác vụ đòi hỏi cái trí tuệ con người. Thì tất cả những cái thông tin về cái đường đi hay là chướng ngại vật đều được tổng hợp, phân tích và xử lý bởi AI. Trong đó con người không cần phải mà trực tiếp điều khiển hoặc là tham gia những cái tình huống cần thiết. Thì cái công dụng ở đây, ô tô tự lái sẽ sử dụng hệ thống cảm biến để mà nhận biến chướng ngại vật và đường đi. Thì phần lớn các mẫu ô tô tự lái đều sử dụng nguồn năng lượng xanh, vì thế phương tiện này sẽ mang đến cho con người rất nhiều lợi ích và giúp cho bảo vệ môi trường. Như vậy thì chúng ta có những cái ý tưởng chế tạo đồ vật giúp con người hạnh phúc thì chúng ta hãy cùng chia sẻ. Khám phá và luyện tập đọc ở vương quốc tương lai. Tin Tin và Mi Tin được một bà tiên giúp đỡ, đã vượt qua nhiều thử thách đến nhiều xứ sở để tìm con chim xanh về chữa bệnh cho một người bạn hàng xóm. Đoạn trích dưới đây thuật lại việc hai em tới vương quốc tương lai và trò chuyện với những người bạn sắp ra đời. Cảnh trí một gian phòng rộng có những hàng cột và mái vòm bằng ngọc bích. Phòng có một số ghế băng, đồ đạc, cây cối. Có nhiều trẻ em đang chơi đùa hoặc làm việc. Có em đi lại hoặc là ngồi suy nghĩ. Nhân vật Tin Tin, Mi Tin, em gái Tin Tin, một số em bé. Công xưởng xanh. Tin Tin, cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy? Em bé thứ nhất, mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất. Tin Tin, cậu sáng chế cái gì? Em bé thứ nhất, khi nào ra đời, mình sẽ chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc. Mi Tin, vật đó ăn ngon chứ, nó có ồn ào không? Em bé thứ nhất, không đâu, chẳng ồn ào gì cả. Mình chế sắp xong rồi, cậu có muốn xem không? Tin Tin, có chứ, nó đâu? Em bé thứ hai, cậu có muốn xem vật mình sáng chế không? Tin Tin, có chứ, cái gì đấy? Em bé thứ hai, có 30 vị thuốc trường sinh ở kia trong những chiếc lọ xanh. Em bé thứ ba, từ trong đám đông đi ra. Mình mang đến một thứ ánh sáng mà chưa ai biết cả. Em bé tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường, thật là kỳ lạ phải không? Em bé thứ tư, kéo tay Tin Tin, cậu lại xem cái ngoái của mình. Nó biết bay trên không như một con chim. Em bé thứ năm, hãy lại xem cái máy của mình đã. Nó biết dò tìm những kho báu còn giấu kín trên mặt trăng. Theo mắt Tết Lít, Nguyễn Tường lịch dịch. Như vậy thì các em hãy vừa theo dõi bài đọc Vương quốc tương lai. Thì trong bài đọc của chúng ta có các từ thuốc trường sinh, ở đây là loại thuốc uống vào sẽ sống lâu theo quan niệm của người xưa. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Tin Tin và Mi Tin được bà tiên giúp đỡ đi đâu để làm gì? Thì Mi Tin và Tin Tin được bà tiên giúp đỡ đến nhiều xứ sở để tìm con chim xanh về chữa bệnh cho một người bạn hàng xóm. Tiếp theo câu 2, Tin Tin và Mi Tin thắc mắc gì về đồ vật em bé thứ nhất sáng chế?
thì Tin Tin và Minh Tin thắc mắc về công dụng, tên loại và đặc điểm của đồ vật em bé thứ nhất sáng chế. Câu 3, các em bé khác trong công xưởng xanh sáng chế ra những gì? Thì em bé thứ nhất sáng chế ra một vật làm cho con người hạnh phúc. Em bé thứ hai sáng chế ra 30 vị thuốc trường sinh. Em bé thứ ba sáng chế ra một thứ ánh sáng mà chưa ai biết cả. Em bé thứ tư sáng chế ra cái máy biết bay trên không như một con chim. Em bé thứ năm thì sáng chế ra cái máy dò tìm những kho báu còn giấu kín trên mặt trăng. Tiếp theo câu 4, mỗi phát minh ấy thể hiện ước mơ gì của con người? Thì phát minh của em bé thứ nhất thể hiện mong muốn về cuộc sống hạnh phúc của con người. Phát minh của em bé thứ hai thể hiện mong muốn được trường sinh, không phải đối mặt với cái chết. Phát minh của em bé thứ ba thể hiện mong muốn được khám phá, nghiên cứu của con người về khoa học và công nghệ. Phát minh của em bé thứ tư thể hiện mong muốn được khám phá trái đất có thể di chuyển bằng các phương tiện hiện đại và tân tiến nhất. Phát minh của em bé thứ năm thể hiện mong muốn được du hành vũ trụ, khám phá và tìm ra những bí mật đáp ứng được sự ham muốn làm giàu của con người. Tiếp theo câu 5, phần vai, đọc lại đoạn kịch. Như vậy các em trong lớp chúng ta sẽ phần vai, đọc lại đoạn kịch. Tiếp theo luyện từ và câu, luyện tập về nhân hóa. Một nhỏ, đọc các đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi. Trong kìa, quả thị vàng, dắt mùa thu vào phố, mang theo câu chuyện cổ, thị kệ bằng mùi hương, Nguyễn Hoàng Sơn. Có một, mùa vũ hội muôn loài chim hòa ca, mây choàng khăn cho núi bâng khuâng bát liêm già. Lê Đăng Sơn. Sau trận mưa đầu mùa, trời mây sạch thêm ra, hàng xoan thay áo mới, màu xanh xanh nõn nà. Những chùm hoa bối rối, một mùi hương thơm nồng, đàn chà màu trảy hội, rạng ngày đã sang sông. Nguyễn Thanh Toàn. Như vậy sau khi chúng ta đọc các đoạn thơ thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. A. Mỗi sự vật in đậm được tả bằng những từ ngữ nào? Như vậy ở đây chúng ta có từ quả thị, chim, mây, liêm, rồi hàng xoan, chùm hoa, chà màu. Thì ở đây quả thị được tả bằng những cái từ ngữ đó là dắt mùa thu vào phố, mang theo câu chuyện cổ kể bằng nỗi hương. Kể bạn mùi hương. Rồi, chim thì hòa ca, mây thì choàng khăn cho nổi. Rồi hàng xoan thì thay áo mới, chùm hoa thì bối rối, chào màu thì trảy hội. Rồi ở đây chúng ta còn một từ nữa, đó là từ liêm. Thì ở đây liêm thì bần quần, bác liêm thì bần quần. Rồi tiếp theo, B, cách tả ấy có tác dụng gì? Thì cái cách tả ấy làm cho thế giới loài vật, cây cối trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những cái suy nghĩ, tình cảm của con người và giúp cho hình ảnh các sự vật, hiện tượng trở nên sinh động hơn. Tiếp theo hai nhỏ, T
Tìm hình ảnh nhân hóa có trong mọi đoạn văn dưới đây. A. Mùa xuân đến, mầm non cựa mình tỉnh giấc. Các loài chim đua nhau ca hát. Bầu trời say sưa lắng nghe khúc ca rộn rã và mê mải ngắm nhìn những chiếc lá xanh nõn nà. Nguyên Anh. B. Trăng lẫn trốn trong các tán lá xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn. Những cái mắt lá ánh lên tinh nghịch. Trăng chìm vào đáy nước, trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào ánh mắt, trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. Theo Phan Sĩ Châu. Như vậy chúng ta sẽ tìm những hình ảnh nhân hóa có trong mọi đoạn văn. Thì ở trong đoạn văn Nga có các hình ảnh nhân hóa đó là mầm non thì cựa mình tỉnh giấc, các loài chim thì đua nhau ca hát, bầu trời say sưa lắng nghe khúc ca rộn rã và mê mải ngắm nhìn những chiếc lá xanh nõn nà. Rồi ở câu B, những cái hình ảnh nhân hóa đó là trăng lẫn trốn trong các tán lá xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn, những mắt lá ánh lên tinh nghịch, trăng chìm vào đáy nước, trăng đậu vào ánh mắt, trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. Tiếp theo bà nhỏ, sử dụng biện pháp nhân hóa để viết lại các câu sau đây cho sinh động hơn. A. Đàn kiến tha mồi về tổ. B. Bụi tre rì rào trong gió. C. Những vì sao sáng lấp lánh. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng biện pháp nhân hóa để mà viết lại các câu này cho sinh động hơn. Như vậy ở câu A chúng ta có thể viết như sau. Những chú kiến đang tha mồi về tổ. Rồi bụi B, bụi tre rì rào ca hát cùng gió. C, những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Tiếp theo phần viết, viết đoạn văn tưởng tượng. Một nhỏ sau khi đọc xong bài Ai tài giỏi nhất, trang 96-97 tiếng Việt 4 tập 1, một bạn nhỏ đã tưởng tượng và viết thêm đoạn kết cho câu chuyện. Đọc đoạn văn bạn nhỏ đã viết dưới đây và trả lời câu hỏi. Sau khi nghe cừu nói, các bạn quyết định đi gặp người để cảm ơn. Đến một cánh đồng, chúng nhìn thấy bác nông dân đang thu hoạch quả chín. Cừu nói: chào bác, chúng tôi đến đây để cảm ơn bác đã luôn che chở cho chúng tôi. Bác nông dân mỉm cười thân thiện. Chính các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Gà đánh thức chúng tôi dậy mỗi sớm, cây tỏa bóng mát, mưa gió giúp mùa màng tốt tươi, bò cừu cho chúng tôi sữa. Nhờ có các bạn, cuộc sống của chúng tôi thật tươi đẹp, cảm ơn các bạn. Nghe bác nông dân nói, các bạn nhận ra mọi người, mọi vật đều có ích. Từ đó chúng luôn cố gắng làm tốt công việc của mình để cuộc sống bên con người mỗi ngày thêm vui vẻ, hòa thuận. Anh Thảo. Như vậy sau khi chúng ta đọc đoạn văn bạn nhỏ đã viết thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Câu mở đầu của đoạn văn giới thiệu điều gì? Thì các em đọc kỹ câu đầu thì chúng ta thấy là câu đầu đoạn văn giới thiệu về nội dung của đoạn văn tưởng tượng. Rồi B, các câu tiếp theo kể về điều gì, điều đó diễn ra như thế nào? Thì các câu tiếp theo đã kể về cái diễn biến của câu chuyện tưởng tượng. Đầu tiên là cừu cảm ơn bác nông dân, tiếp theo thì bác nông dân cảm ơn cừu và các bạn, bác đã giải thích cái vai trò của mỗi con vật đối với con người. Tiếp theo thì sau khi nghe bác nông dân nói thì các bạn nhỏ nhận ra mọi người mọi vật đều có ích. Cuối cùng, các con vật và con người sống vui vẻ hòa thuận. Tiếp theo C, câu cuối đoạn văn nói lên điều gì? Thì các em đọc kỹ lại câu cuối, thì câu cuối đoạn văn nói về kết thúc câu chuyện. Ghi nhớ, đoạn văn tưởng tượng thường có câu mở đầu, giới thiệu sự việc hoặc là tình huống tưởng tượng.
các câu tiếp theo nêu diễn biến của sự việc hoặc là tình huống tưởng tượng, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật hoặc là người kể chuyện. Hai nhỏ thực hiện các yêu cầu sau. Đọc lại bài Ở Vương quốc tương lai trang 111-112 tiếng Việt 4 tập 1. B là tưởng tượng và trao đổi với bạn. Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn sắp ra đời thì Tin Tin và Mi Tin sẽ làm gì? Như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng và trao đổi với bạn. Thì ở đây gợi ý trò chuyện về sản phẩm do các em bé chế tạo, hỏi về thời gian sáng chế, hỏi về cách sử dụng, rồi nói về sản phẩm của các bạn sẽ chế tạo giúp cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, ô tô bay, máy chữa bệnh thần kỳ. Rồi tiếp tục khám phá các địa điểm khác ở vương quốc tương lai, gặp những ai, khám phá được những gì đặc biệt, trò chuyện gì về những điều mình thấy. Như vậy ở đây chúng ta đọc lại bài Ở Vương quốc tương lai, rồi sau đó tưởng tượng và trao đổi với bạn. Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn sắp ra đời thì Mi Tin và Tin Tin sẽ làm gì? Sẽ trò chuyện hay là nói về các sản phẩm hay là tiếp tục khám phá các địa điểm khác ở vương quốc tương lai. Cuối cùng là phần vận dụng, viết 3 điều nên làm và 3 điều không nên làm để cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp hơn. Ví dụ như là nên trồng cây và hoa, không nên xả rác bừa bãi. Như vậy chúng ta sẽ viết 3 điều nên làm và 3 điều không nên làm. Thì nên làm có ví dụ như trồng cây và hoa, bảo vệ môi trường, thu gom rác thải. Không nên là xả rác bừa bãi, chặt phá rừng, săn bắt động vật trái phép. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.